Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Vào tháng 6 năm 2023, bộ phim cổ trang Trường Phong Độ lên sóng, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cư dân mạng. Không chỉ với bộ phim, người hâm mộ còn chú ý đến tin đồn phim Giả Tình Thật đã ra mắt gia đình của cặp đôi nam nữ chính Bạch Kính Đình và Tống Dật. Hãy cùng kênh của May tìm hiểu về cặp đôi nam nữ chính của Trường Phong Độ nhé. Bạch Kính Đình sinh ngày 15 tháng 10 năm 1993. Sinh ra tại Hoài Nhu, Bắc Kinh. Chiều cao 183 cm. Tốt nghiệp viện âm nhạc của Đại học Sư phạm Thủ đô. Nói về gia cảnh của Bạch Kính Đình, thực ra là một gia đình rất bình thường. Bố của Bạch Kính Đình là một tài xế taxi, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mẹ anh là một người phụ nữ nội trợ bình thường. Năm 2014, khi còn đang theo học tại Học viện Âm nhạc trực thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô, Bạch Kính Đình đã bén duyên với nghề diễn viên, khi thủ vai Kiều Nhiên trong bộ phim Năm tháng vội vã. Khi nói về kinh nghiệm của mình với tư cách là một diễn viên, anh đã từng tiết lộ rằng anh đột nhiên thấy hứng thú với diễn xuất, và anh đã nảy sinh ý nghĩ sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Sau đó, anh thường hỏi các bạn học khoa diễn viên có đoàn nào tuyển không. Anh bắt đầu chạy hết đoàn này đến đoàn khác, biết mình được đoàn phim Năm tháng vội vã tuyển chọn và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Vào khi đó Bạch Kính Đình vẫn còn là sinh viên năm thứ hai của Đại học Sư phạm Thủ đô. Cuộc sống của anh chàng sinh viên đã rẽ sang một hướng đi mới, bắt đầu hành trình trở thành một diễn viên. Trong một môi trường làm việc mới, vai diễn Kiều Nhiên trong phim Năm tháng vội vã là nỗ lực đầu tiên của Bạch Kính Đình kể từ khi vào giới nghệ thuật. Kể từ vai diễn đầu tiên, Bạch Kính Đình có nhiều cơ hội tham gia các đoàn phim lớn nhỏ như Ma Pháp Xúc Luyến, Thiếu Nữ Toàn Phong, Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ và nhiều tác phẩm khác. Mùa hè năm 2017, bộ phim truyền hình Hạ Chí Chưa Đến do Trần Học Đông, Trịnh Sảng diễn chính phát sóng. Bạch Kính Đình đóng vai nam thứ Lục Chi Ngang. Cùng với nữ diễn viên cân giác tinh Trịnh Sảng, Hạ Chí Chưa Đến cũng gây được sự chú ý, vai nam thứ của Bạch Kính Đình cũng khiến khán giả yêu mến. Sau vai nam thứ trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Bạch Kính Đình xuất hiện trong bộ phim cổ trang Hoàng Quyền, Dịch Thiên Hạ Thiên Trịnh Trường Ca, do Trần Khôn và Nghê Ni diễn chính. Bạch Kính Đình trong vai Cố Nam Y, đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên anh thủ vai. Đầu năm 2018, bộ phim Sơ Thần Là Tôi Cố Ý Lãng Quên Cậu được khởi quay, do Bạch Kính Đình đóng vai nam chính Lý Lạc Thư diễn cùng với nữ diễn viên Tôn Di. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên do anh thủ vai nam chính. Phim đã đóng máy từ 2018, nhưng đáng tiếc mãi đến năm 2020, phim mới được phát sóng. Sau vai nam chính đầu tiên, Bạch Kính Đình tiếp tục đảm nhận vai nam chính trong nhiều đoàn phim như Vinh Quang Bình Phạm, Vinh Quang Bóng Bàn, Em Là Thành Chỉ Doanh Lũy Của Anh, và nhiều tác phẩm khác. Năm 2022, Bạch Kính Đình nhận được sự quan tâm lớn khi bộ phim Khai Đoàn Khởi Đầu, do anh đảm nhận vai nam chính được phát sóng. Cùng với kịch bản hay và diễn xuất tốt, bộ phim Khởi Đầu do Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch diễn chính, gây được tiếng vang lớn và nâng cao được danh tiếng trong giới diễn viên. Năm 2023, Bạch Kính Đình trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ, với bộ phim ngôn tình cổ trang Trường Phong Độ diễn cùng Tống Dật. Phim là câu chuyện cảm động về hai con người với những tính cách rất khác nhau, giữa Liễu Ngọc như con gái của một thương gia buôn vải ở Dương Châu, và Cố Cửu Tư một tay chơi nổi tiếng ở địa phương. Nhiều người cho rằng đây chính là bộ phim xe duyên cho cặp đôi nam nữ chính Bạch Kính Đình và Tống Dật. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng cả hai đã hẹn hò trước khi Trường Phong Độ khởi quay. Cuối năm 2022, truyền thông đưa tin Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò. Nam diễn viên đã đưa bạn gái hơn 4 tuổi về ra mắt bố mẹ. Sau bữa cơm, cả hai đưa nhau về căn hộ Bạch Kính Đình mới mua. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, đôi tình nhân cũng ở bên nhau. Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đều được bố mẹ hai bên ủng hộ. Người hâm mộ cũng soi ra nhiều chi tiết cho thấy cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Sau khi Trường Phong Độ phát sóng, cư dân mạng đều mong chờ màn tương tác giữa hai người, và hy vọng tin hẹn hò của cặp đôi không còn là bí mật mà ai cũng biết nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.